Xin chào các bạn nhé. Đây là một trong những trận đấu mà mình chơi đỏ cũng thật sự là hiếm hoi khi mà đây là trận đấu mà các bạn đang xem trận đấu 33 và có một thanh niên level 19 và có khả năng họ sẽ yếu hơn khi mà cái kinh nghiệm cũng như là cái trải nghiệm của họ thực sự là còn ít, chưa đẩy nhanh được lên level cao. Ở đây mình sẽ cho màn hình sáng lên một chút và chuyển sang chế độ di chuyển nhanh. Mình đã thấy có một tài nguyên trên biển, tuy nhiên thì mình cũng sẽ xem xét cái vùng đất nào để có thể là lên được. Mình sẽ xây ra phía sau một chút để tránh trường hợp bị tấn công vào khu bờ biển. Mình sẽ lên hai đường lính luôn. Lúc này thì 250 rồi. Bắt đầu mình sẽ lên thêm cái nhà máy điện nữa. Đây mình sẽ bắt đầu sử dụng đi theo cái chính xác. Rất là khó khăn khi mà mình không có nguồn tài nguyên ở xa. Đây mình cũng chỉ có nguồn tài nguyên trên biển thôi. Tuy nhiên mình cũng sẽ cố gắng hết sức để mà chúng ta lên biển nhanh, ăn tất cả những nguồn tài nguyên ở trên biển rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải lên trên biển thêm lần nữa. Trên đất liền thì nguồn tài nguyên cũng đã hạn hẹp hơn rất là nhiều. Ở đây mình sẽ đứng vào cải thiện xây dựng. Các bạn có thể thấy là họ đang xây dựng chưa thực sự là đẹp và chỉnh chu khi mà cái lượng ô nó bị trống, diện tích xây dựng nó bị trống. Mình cũng sẽ hy vọng là game này nó sẽ ra cái thể loại giống như là có thể là sử dụng item gold liên tục và xóa bỏ những cái khoảng cách về pay to win, một trong những cái khoảng cách khá là xa, bởi vì có những người giàu họ chơi thì sẽ dễ thắng hơn. Giao tranh ở đây chúng ta sẽ sử dụng item tàu chính xác, không ai lên tàu các bạn. Lần này mình sẽ phải lên trên thuyền hai luôn để mà đi chính xác trên bờ biển thôi. Ở đây chúng ta đang thiếu trung tâm cung cấp, sẽ đẩy nhanh thêm cái trung tâm cung cấp để mình sẽ để ở chế độ mắt, khi đó nó sẽ dễ dàng chính xác hơn. Lúc này thì mình mới bắt đầu ra tập hai. Rất là khó khăn khi mà chúng ta ăn được những nguồn tài nguyên trên biển. Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta đang phải di chuyển nỗ lực hết sức để chúng ta giành được nguồn tài nguyên đó. Bây giờ tôi cũng đang giao tranh sử dụng item to chính xác thêm một lần nữa và bổ sung thêm Alligator. Ngoài ra tôi sẽ bổ sung thêm cả các chống hạn.
Thank you.